trên trái đất này chỉ có duy nhất dân tộc Việt Nam là có chung một ngày giỗ tổ của cả dân tộc. Và đền Hùng, nơi thờ tự các vua Hùng đã có công dựng nước, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đã, đang và sẽ mãi mãi là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, là nơi giao lưu văn hóa tinh thần, tâm linh tín ngưỡng, để mỗi người con nước Việt luôn ngưỡng vọng, hướng về với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên và tâm khảm luôn in đậm câu ca. Dù ai đi ngược về xưa, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp vùng truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Khu di tích lịch sử đền Hùng nằm trên địa bàn thôn cổ tích xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Di tích đền Hùng vừa là một danh lam thắng cảnh đẹp, vừa là một di tích lịch sử với hệ thống các công trình kiến trúc thờ tự các bậc tiền nhân đã có công khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi, bảo vệ nước non nhà. Các ngôi đền trên núi Nghĩa Lĩnh có độ cao trên 170m so với mực nước biển. Núi Nghĩa Lĩnh trông xa giống như hình một con rồng đầu trầu về phương Nam, phong cảnh hùng vĩ ngoạn mục, đất đầy khí thiêng, sơn thủy tụ hội. Cụm di tích lịch sử đền Hùng có các công trình kiến trúc chính như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng. Đền Hạ được xây dựng lại trên nền đất cũ vào khoảng thế kỷ thứ 17, công trình kiến trúc theo kiểu chữ nhị, gồm hai tòa nhà tiền bái và hậu cung. Mỗi tòa có ba gian, cách nhau một khoảng sân giữa 1,5m. Tương truyền, đây chính là nơi mẹ Âu Cơ đã sinh bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người con trai, nguồn gốc của cộng đồng người Việt. Qua đền Hạ, bạn sẽ tới với đền Trung, hay còn gọi là Hùng Vương Tổ Miếu. Đền Trung là ngôi đền được xây dựng sớm nhất trên núi Nghĩa Lĩnh. Vào khoảng thế kỷ thứ 17, đền được xây dựng lại và có kiến trúc theo kiểu chữ nhất như hiện có. Tương truyền, đền Trung là nơi các vua Hùng họp bàn việc nước. Đền Trung cũng chính là ngôi đền vua Hùng Vương thứ 18 đã truyền ngôi cho Lang Liêu, người đã có công làm nên bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trời đất. Tọa lạc ở vị trí cao nhất trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh là đền Thượng, hay còn gọi là Kính Thiên Lĩnh Điện, tức điện thờ trời. Đền Thượng được trùng tu vào năm Khải Định thứ 2, 1917. Đền được kiến trúc theo kiểu chữ vương. Phía trước đền Thượng có bốn cột trụ được trang trí điêu khắc Lữ Long Trồng Nguyệt. Đền Thượng là nơi các đời vua Hùng thường làm lễ tế trời, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được ấm no. Từ đền Thượng rẽ theo hướng đông nam, bạn sẽ tới lăng mộ vua Hùng và đền Giếng. Lăng mộ vua Hùng được xây dựng vào thời Tự Đức năm thứ 27, 1870. Vào thời Khải Định, tức tháng 7 năm 1922, lăng được trùng tu lại. Lăng có hình vuông, cột liền tường, có mái đao cong 8 góc tạo thành 2 tầng mái. Tầng mái dưới với 4 góc mái đắp 4 con rồng ở tư thế bò. Tầng trên đắp nổi hình rồng, đỉnh lăng đắp hình quả ngọc theo tích Cửu Lăng Tranh Châu. Tương truyền, đây chính là lăng mộ của vua Hùng Vương đời thứ 6. Đền Giếng, tương truyền là nơi hai người con gái của vua Hùng Vương thứ 18 là Tiên Dung và Ngọc Hoa thường vấn tóc soi hương khi theo cha kinh lý đi qua vùng này. Hai bà đã có công dạy dân trồng lúa và trị thủy nên được nhân dân tưởng nhớ, lập đền thờ phụng. Đền Giếng được xây dựng vào thế kỷ 18. Đến năm Khải Định thứ 7, 1922, được trùng tu. Năm 1988, được đại tu. Đền Giếng có kiến trúc xây dựng theo kiểu chữ công. Các công trình thờ tự có các nhà tiền bái hậu cung, nhà oản, có phương đình nối tiền bái với hậu cung, tạo thành một kiến trúc liên hoàn. Để đến với các ngôi đền trên núi Nghĩa Lĩnh, bạn sẽ phải đi qua cổng đền. Đây là cổng chính của khu di tích lịch sử đền Hùng.
Cổng đền được xây dựng vào năm Khải Định thứ hai 1917. Cổng xây dựng theo kiểu vòng cuốn có chiều cao 8,5 mét. Phần mái được kiến trúc gồm 2 tầng, sán mái và lợp ngói ống. Tầng dưới có một cửa vòm cuốn lớn. Đầu cột trụ tầng trên có cửa vòm cuốn nhỏ. 4 góc tầng mái được trang trí đắp nổi hình rồng và hình 2 con nghê. Giữa cột trụ và cổng đền có đắp nổi phủ điêu 2 võ sĩ, một người cầm giáo, một người cầm rìu. Chính giữa cổng đền có bức đại tự, hai bên có 2 câu đối được viết bằng chữ nho. Thế 4 cái chữ nho thì dịch như thế nào anh? 4 chữ Hán này nó gọi là đại tự, và nó là cao sơn cảnh hành, nghĩa là núi cao đường lớn, hay là đường hành hương về núi cao. Và bên này thì có 2 đôi câu đối. Câu đối bên trong này là thác thủy khai cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch, đăng cao vọng viễn quần phong la liệt tự uy tôn. Dịch nghĩa là mở lối đắp nền, 4 mặt non sông quy về một mối, lên cao nhìn rộng núi non la liệt tựa chó con. Và câu đối bên ngoài là đăng giả hệ hà tư vạn cổ, giang sơn đế tạo thủy, giai tai do vượng khí, thiên nhiên hành quách khí không gian. Có nghĩa là lên đây nhớ về cội đẹp, lên đây nhớ về cội vạn cổ giang sơn chốn này tạo dựng, và đẹp thay nhờ vượng khí nghìn năm thành quách cây cảnh tốt tươi. Nét khái quát về các ngôi đền trên núi Nghĩa Lĩnh để bạn hình dung được lộ trình tìm hiểu về các công trình thờ tự trong khu di tích lịch sử đền Hùng. Và bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu cuộc hành trình tham quan tìm hiểu chi tiết về các di tích. Từ cổng chính của khu di tích đền Hùng, ngược theo hướng đông bắc qua 225 bậc đá, bạn sẽ đến với đền Hạ, chùa Thiên Quang cùng với các công trình kiến trúc thờ tự khác như gác chuông, nhà bia và tháp sư. Đền Hạ. Đền Hạ tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ đã sinh bọc trăng trứng, về sau nở thành 100 người con trai, nguồn gốc của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đền Hạ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17-18 với kiểu kiến trúc chữ nhị. Đền Hạ gồm 2 tòa tiền bái và hậu cung, kiến trúc tương đối đơn sơ, kèo cầu chạy suốt, đốc được xây liền tường với hậu cung, hai bên đắp phủ điêu, một bên voi một bên ngựa, bờ nóc chạy phẳng, không trang trí mỹ thuật. Phần mái được lợp bằng ngói mũi, người dân địa phương thường gọi là ngói mũi lợn. Đây là loại ngói được sử dụng phổ biến trong các công trình kiến trúc thời hậu Lê. Về sau do công việc trùng tu tôn tạo, đền Hạ đã được lợp lại bằng loại ngói mũi cho phù hợp với tổng thể các công trình kiến trúc tại đền Hùng. Tòa tiền bái tại đền Hạ gồm có 3 gian với chiều dài 8,2 mét, chiều rộng 4,7 mét. Mái trước thấp hơn mái sau, mái trước chỉ cao 1,7 mét, trong khi đó mái sau cao tới 2,4 mét. Phần hậu cung cũng có 3 gian được xây bít đốc và tường hậu. Quá gian không có cột trụ mà gối lên tường, phía trên là cầu kèo cài nóc, hai bên đầu đốc có đắp hồ phù. Tường hậu giáp bệ thờ có đắp hình long trầu mặt nguyệt. Phía trước hậu cung có 2 cửa nhỏ ra vào nằm ở hai bên, phần chính giữa là 1 cửa sổ lớn. Trong hậu cung có 4 bệ thờ, trên bệ thờ long ngai bài vị. Các đồ thờ tự trong đền đều được làm bằng gỗ, sơn son thiếp bạc, phủ hoàng kim. Hầu hết các đồ thờ tự có niên đại vào thời Nguyễn, tức khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ 19. Anh có thể giới thiệu cho em về chỗ long ngai này, thờ tự như sao và các thờ tự họ như thế nào? Như em thấy là Đình Hạ thì có 4 ban thờ, hôm qua ban thờ ở chính điện có 2 ban thờ hai bên, ban thờ này là Thất Sơn Thiên Vương Thiên Định, nghĩa là thờ thần núi gần, và bên kia là Viễn Sơn Thiên Vương Thiên Định là thờ núi xa, và địa ở giữa là đột ngột cao sơn cổ huyện Hồng Thị Thập Bát Thế Thiên Vương Thiên Định, đó là bài vị thờ 18 đời Vương. Còn mỗi cỗ long ngai bên đầu đốc kia thì trước đây là để thờ 2 bà công chúa là Thiên Dung và Hoa, con gái của Thiên Dung 18, nhưng đến thế kỷ 18 thì có một thiên dựng riêng cho được thờ tự thờ bài, nên hiện nay là cỗ long ngai là hiện nay là. Phía trước đền Hạ là nhà bia được xây dựng vào năm 1917. Nhà bia có kiến trúc hình lục giác, có 6 mái, 6 cột gạch được xây tròn, trên đỉnh có đắp hình nập diệu.
trong nhà bia trước đây có đặt các tấm bia ghi lại công việc sửa đường lên núi. Hiện nay là tấm bia ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm đền Hùng vào ngày 19 tháng 5 1954 và nói chuyện với các chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bắt chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chùa Thiên Quang. Từ đền Hạ sẽ theo hướng tay phải, mời bạn hãy đến tham quan chùa Thiên Quang. Chùa được xây dựng vào thời nhà Trần, tức vào khoảng thế kỷ thứ 13-14. Trước đây, chùa Thiên Quang có tên gọi là Viễn Sơn Cổ Tự. Đến thế kỷ thứ 15, chùa được xây dựng lại và đổi tên thành Thiên Quang Thiền Tự. Vào năm thứ 3, 1850, thời Tự Đức, một lần nữa chùa lại được xây dựng lại, kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc, bao gồm các nhà tiền đường, thiêu hương, tam bảo, dãy hành lang và nhà tổ. Năm 1917, một nhà phương đình với hai tầng mái được xây dựng phía sau tam bảo. Đây là nơi các nhà chức trách thường về tụ họp để bàn công tác dỗ tổ hàng năm. Năm Khải Định thứ 9 1924, chùa được trùng tu lại. Năm 1999-2000 được đại tu và có kiến trúc như hiện nay. Phía trước chùa Thiên Quang, trong khuôn viên của chùa còn có hai tháp sư và tam quan, hay còn gọi là gác chuông. Tháp sư được xây dựng theo kiểu hình trụ 4 tầng. Trên đỉnh tháp có đắp bông hoa sen, lòng tháp xây rỗng và có cửa vòm nhỏ. Trong lòng tháp có bát nhang và tấm bia đá kể về cuộc đời của các vị hòa thượng đã tu hành và viên tịch nơi đây. Tam quan được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, kiến trúc gồm 3 gian, 2 tầng mái, 4 tỳ kheo cột kiểu trồng giường kết hợp với kè bẩy. Phần lớn các kè bẩy ở đây thường không chạm trổ trang trí hoa văn. Riêng kè bẩy số 1 được chạm nổi hình mây lửa đan lát các chùm hoa văn xoắn có dáng rất mỹ thuật thời Lê. Cách vì kèo hai đốc mái khoảng 0,5 mét có bức tường xây theo kiểu cánh cong đồng trụ, phía trên trang trí quả răng lồng đèn. Gian giữa của tam quan có 4 cột trụ tạo thành gác chuông. Từ sàn lên đỉnh gác chuông có độ cao 2,9 mét. Ở góc ngoài gác chuông có hình mặt nạ gỗ, mái lợp ngói mũi lợn giống như đền ở đền Hạ và chùa Thiên Quang. Hai đầu đốc có đắp nổi bức hồ phù cắn chữ thọ, bờ nóc đắp lương lăng trầu nguyệt. Lòng tam quan có chiều rộng 7 mét, chiều dài 9 mét. Trong tam quan hiện còn có một số tấm bia đá ghi công các địa phương và cá nhân đã đóng góp công sức tiền của để trùng tu tôn tạo các công trình kiến trúc tại đền Hùng. Sau khi đã thắp hương tại đền Hạ, tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ đã sinh vọc trang trứng, nguồn gốc của cộng đồng người Việt. Ngược ngọn nghĩa lĩnh, bạn sẽ đến với đền Trung. Theo sử sách ghi lại, đây là ngôi đền được xây dựng sớm nhất trong các công trình kiến trúc thờ tự trong khu di tích lịch sử đền Hùng. Đền Trung. Đền Trung còn có tên gọi khác là Hùng Vương Tổ Miếu. Tương truyền, đền Trung là nơi các vua Hùng cùng với các lạc hầu lạc tướng thường xuyên tới du ngoạn, ngắm cảnh thiên nhiên và họp bàn việc nước. Cũng tại đền Trung, vua Hùng Vương đời thứ 6 đã làm lễ nhường ngôi cho người con trai thông minh hiếu thảo là Lang Liêu, người đã có công làm ra bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trời và đất. Căn cứ và các phế tích, các loại vật liệu và kiến trúc xây dựng đã được khai quật khảo cổ, các nhà khoa học đã khẳng định vào thời nhà Trần và có thể trước đó tại khu vực đền Trung cũng như khu vực đền Hạ và đền Thượng đã xuất hiện các kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo. Đến thế kỷ thứ 15, Nho giáo phát triển, các công trình kiến trúc tôn giáo của các cư dân địa phương thờ Phật trên núi Hùng được quy tụ xây dựng thành một điểm tập trung tại khu vực đền Hạ, tức chùa Thiên Quang hiện nay. Đền Trung được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu chữ nhất, đền có 3 gian, mặt quay về hướng nam. Được quy hoạch nhỏ gọn, đền Trung có chiều dài 7,2 mét, chiều rộng 3,7 mét, mái hiên có chiều cao 1,8 mét. Trong đền không có hệ thống cột chống mái, các cầu kèo quá gian được nối trực tiếp lên hệ thống tường xây. Để vào hành lễ, bạn sẽ phải đi qua hai cửa ở hai bên đền. Hai cửa này được xây dựng thấp và hẹp.
cửa giữa bốn cánh tuy rộng nhưng được chắn bằng 13 song gỗ. Ngói lập ở đền Trung cũng giống với loại ngói được lập ở đền Hạ và ở chùa Thiên Quang, là loại ngói mũi. Đồ thờ tự ở đền Trung cũng tương tự như ở đền Hạ, ba gian chính và đầu đốc đặt bốn bệ thờ, trên đặt bốn cỗ long ngai và ba bài vị. Ban chính giữa đồ thờ để thất sự, hai gian bên để ngũ sự, gian đầu đốc để tam sự. Các đồ thờ tự ở đây đều được sơn son thiếp bạc phủ hoàng kim và có niên đại vào thời nhà Nguyễn. Phía trên các ban thờ còn có các hoành phi và câu đối được viết bằng chữ Nho. Ba bức hoành phi được ghi với nội dung Hùng Vương Tổ Miếu, Hùng Vương Linh Tích và Triệu Tổ Nam Bang. Ngoài ra trên các cỗ long ngai cũng có các bài vị thờ. Về mặt thờ tự thì đền Trung vẫn thờ tự giống như đền Hạ, nhưng trong đền Trung thì có ba cái đại tự. Một là cái đại tự Triệu Tổ Nam Bang, tức là ông tổ muôn đời của nước Nam, và một cái đại tự thứ hai cũng là Hùng Vương Linh Tích, tức là dấu vết linh thiêng của vua Hùng. Và bức đại tự thứ ba nó là Hùng Vương Tổ Miếu, nghĩa là miếu thờ tổ. Tiếp theo cuộc hành trình chinh phục được đỉnh cao nhất của ngọn núi Nghĩa Lĩnh, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã đến với đền thượng. Từ đỉnh cao này phóng tầm mắt, bạn sẽ thấy cả một vùng châu thổ sông Hồng rộng lớn, nơi hợp lưu của ba dòng sông là sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Thấy những ngôi làng, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay của các cư dân nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bạn hãy quay trở lại cuộc hành trình để khám phá các giá trị kiến trúc của đền thượng. Đền thượng. Đền thượng còn có tên gọi là Kính Thiên Lĩnh Điện, tức điện thờ trời trên núi Nghĩa Lĩnh. Tương truyền vào thời Hùng Vương, các vua Hùng thường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng của các cư dân nông nghiệp, làm lễ tế trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được ấm no hạnh phúc và an bình. Tại đền thượng, thông qua bốn chiếc cột đá đã được phát hiện, các nhà nghiên cứu về khảo cổ học cho rằng đây là vết tích của một tòa miếu cổ, nhưng khó xác định được niên đại. Chỉ biết rằng vào thế kỷ thứ 15, đền được xây dựng lại. Thời Nguyễn được tôn tạo và mở mang qua các đời Minh Mạng, Tự Đức, Duy Tân đến Khải Định. Đặc biệt từ năm 1914 đến 1922, triều đình nhà Nguyễn đã cấp tiền cử quan tuần phủ về giám sát, tu sửa và mở rộng đền theo kiến trúc như hiện có. Đền thượng có kiến trúc theo kiểu chữ vương, kết cấu đơn giản với các cầu kèo không chạm khắc hoa văn, các nhà chung chống đại bái, tiến tế và hậu cung được xây dựng theo bốn cấp độ từ thấp đến cao. Nhà chung chống có chiều dài 7,2m, rộng 3,8m. Nền nhà được lát bằng gạch bát tràng, là nơi treo chuông trống để sử dụng trong các dịp tế lễ. Trước nhà chuông trống có xây dựng bức chấn phong với bốn cột trụ lớn, phía trên đắp nổi lồng đèn, bốn mặt đắp tứ linh, đỉnh đắp nghi chầu và ở giữa trang trí nữ long chầu nguyệt. Đi qua nhà chuông trống, bạn sẽ tới nhà đại bái. Nhà đại bái có chiều rộng 5m, chiều dài bằng nhà chuông trống, tức 7,2m. Tuy nhiên, có nền nhà cao hơn 0,4m. Đốc nhà được xây liền với nhà chuông trống, trên cột đầu có ghi tháng 5 năm 1914 được tu sửa. Cách nhà đại bái một khoảng sân trời có chiều rộng 0,5m là nhà tiền tế. Với kết cấu đơn giản, hóa gian kèo cầu, liền lát gạch bát tràng, nhà tiền tế là nơi tiến hành các thủ tục nghi lễ để thờ tự. Phần hậu cung được xây dựng liền với nhà tiền tế. Cũng với kiến trúc hóa gian kèo cầu, kèo ở mái trước có hai phần song song, tầng kèo trên được hối lên hàng cột của nhà tiền tế. Trong hậu cung có đặt bốn bệ thờ, trên đặt bốn cỗ long ngai có thờ bài vị. Cách thờ tự ở đền thượng cũng tương tự như ở đền Trung và đền Hạ. Đặc biệt từ bức chấn phong đến nhà chung chống, đại bái, tiền tế và hậu cung còn có rất nhiều các bức đại tự hoành phi câu đối được viết bằng chữ Hán Nôm. Trong đền thượng thì có bốn cái bức hoành phi rất là có ý nghĩa. Hoành phi đầu tiên đó là Nam Quốc Sơn Hà, tức là sông núi nước Nam. Và bức hoành phi thứ hai có nghĩa là Quyết Sơ Dân Sinh, thì có thể dịch là dân buổi đầu tiên, dân buổi ban đầu. Và bức hoành phi thứ ba đó là
Triệu Cơ Vương Tích, tức là dấu tích nền móng đầu tiên của vua, và bức đại tự thứ ba có nghĩa là Tử Tôn Bảo Chi, có nghĩa là con cháu phải giữ gìn. Ngoài các nhà chung chống đại bái tiền tế và hậu cung, phía bên phải đền thượng còn có nhà quan cư. Đây là nơi các lạc hầu lạc tướng thường sắp lễ vật và chỉnh đốn trang phục trước khi làm lễ tế trời. Hiện nay trong nhà quan cư còn lưu giữ được một số tấm bia đá ghi nội dung về việc tu sửa đền thượng và các quy định về ngày giỗ tổ. Từ đền thượng rẽ phải theo hướng đông nam. Mời bạn hãy kính cẩn thắp nén nhang thơm trong lăng mộ vua Hùng, để rồi tiếp đó sẽ qua cầu Tình Duyên để đến với đền giếng, nơi thờ tự hai người con gái của vua Hùng Vương thứ 18 là Tiên Dung và Ngọc Hoa. Qua mỗi bước bạn đi, mỗi di tích bạn ngắm nhìn đều có sách, có sử sanh truyền đời để bạn có thêm lòng tự hào là dòng dõi con lạc cháu hồng. Lăng Hùng Vương. Lăng Hùng Vương tương truyền là lăng mộ của vua Hùng đời thứ 6. Lăng nằm ở phía đông nam đền thượng. Xa xưa nơi đây là mộ đất, đến thời Tự Đức năm thứ 27, 1870 được xây dựng thành lăng, thời Khải Định 1922 được trùng tu tôn tạo. Lăng mộ vua Hùng có kiến trúc xây dựng theo kiểu hình vuông, cột liền tường, có đao cong 8 góc tạo thành 2 tầng mái. Các góc mái đều đắp nổi hình rồng, đỉnh lăng đắp hình quả ngọc theo tích Cửu Long Tranh Châu. Mái lăng được đắp giả ngói ống, ba mặt đông tây và nam có đắp hổ phù, có cửa vòm, hai bên đắp kỳ lân. Bao xung quanh lăng mộ là hệ thống tường bao bằng chất liệu đá, có trang trí điêu khắc hoa văn. Phía trong mộ được xây dựng có hình hộp chữ nhật. Đây là lăng của vua Hùng Vương thứ 6 em ạ. Và theo truyền thuyết thì phần mộ của các đời vua Hùng thì được táng tại làng Khang Phụ, xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Và riêng vua Hùng Vương thứ 6 thì sau cuộc kháng chiến chống giặc Ân kết thúc thắng lợi thì người đã hóa ở đó. Trước khi về với tổ tiên thì đã dặn lại vợ con và các tướng lĩnh rằng khi ta chết thì hãy chôn ta ở trên núi cả, để đứng trên núi cao ta còn trông nom bờ cõi cho con cháu. Thì không biết là mộ có từ bao giờ cả, chỉ biết là khi được phát hiện thì đây là một mộ bằng đất rất là đơn sơ và trên có một cái mái tre bằng lá. Đến năm 1870 dưới đời vua Tự Đức triều nhà Nguyễn thì đã cho xây dựng lăng mộ và được trùng tu rất là nhiều lần. Như là vào năm 1922 dưới đời vua Khải Định cũng vẫn triều nhà Nguyễn. Và trên này có một cái bức đại tự em có thể thấy là có ba chữ là Hùng Vương Lăng, và đấy là dịch là Lăng Hùng Vương. Bên trong thì có một chữ, có hai chữ là Biểu Chính hay còn gọi là Lăng Chính. Rời lăng mộ vua Hùng, xuôi núi Nghĩa Lĩnh theo hướng đông nam, bạn sẽ đến với đền giếng. Đền giếng. Đền giếng còn có tên chữ là Ngọc Tỉnh. Tương truyền nơi đây hai người con gái của vua Hùng Vương thứ 18 thường vấn tóc soi hương mỗi khi theo cha kinh lý qua vùng. Hai bà có công dạy dân trồng lúa và trị thủy nên được nhân dân lập đền thờ phụng để tri ân công đức. Đền giếng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 18, đến năm Khải Định thứ 7 1922 được trùng tu tôn tạo. Năm 1998 được đại tu. Đền nhìn về phía đông nam, kiến trúc theo kiểu chữ công. Từ sân đền lên nhà tiền bái có 6 bậc thềm chạy dài, hai bên có cánh phong đồng trụ. Phía trên có 4 ô đắp tứ linh, đỉnh có nghi chầu. Đền giếng có các nhà tiền bái hậu cung, một chui vồ và hai nhà oản, có phương đình nối tiền bái với phần hậu cung. Nhà tiền bái gồm 3 gian, kiến trúc theo kiểu chồng giường, các kẻ bẩy được chạm trổ tứ linh, long ly, quy phượng. Hai bên kèo suốt có 2 cửa nhỏ thông sang gian hai buồng. Mái đền được lập bằng loại ngói mũi, bờ nóc đắp nổi, trang trí hoa văn, lưỡng long trầu nguyệt. Tiền bái có chiều rộng 4m, dài 8,5m, chính giữa có 3 bức đại tự Ẩm Hà Tư Nguyên, tức uống nước nhớ nguồn, Nam Quốc Anh Hoàng, tức anh hùng nước Nam, và Sơn Thủy Kim Ngọc, tức núi sông quý báu như vàng ngọc. Cũng tại nơi đây
vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 đã diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng đối với các chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong. Đến Hùng rất là vinh dự được hai lần đón Bác Hồ về thăm. Lần đầu tiên là ngày 18 tháng 9 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên đường về tiếp quản thủ đô thì Bác Hồ đã về Đền Hùng và Bác đã báo cáo cái chiến tích, cái thành quả đó với tổ tiên, và Bác đã nghỉ đêm ngày 18 tại đền giếng, và sáng hôm sau ngày 19 tháng 9 năm 1954 Bác đi thăm các đền thượng trung hạ và xuống đền giếng. Bác Hồ nói chuyện với chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong sư đoàn 308 là các hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau dựng nước. Và lời dạy của Bác trên một sự định hướng gợi mở cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu và tìm hiểu về thời đại Hùng Vương. Vì vậy mà căn cứ vào các di tích, các di chỉ khảo cổ ở đây thì qua bốn cuộc hội thảo khoa học vào năm 1968, 69, 70 và 71, các nhà khoa học, các nhà khảo cổ đều chung tiếng nói và khẳng định là thời đại Hùng Vương xây dựng kinh đô Văn Lang cách ngày nay chúng ta hơn 4.000 năm là hoàn toàn có thật trong lịch sử. Và lời dạy của Bác còn chính là một sự định hướng, còn chính là một cái sự nêu lên cái quy luật của chiến tranh, dựng nước phải đi liền với dựng nước là như vậy. Cùng với các ngôi đền cổ trên núi Nghĩa Lĩnh, những năm gần đây, bằng nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã có nhiều công trình thờ tự mới được xây dựng, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của đông đảo mọi người dân khi có dịp hành hương về với vùng đất cội nguồn. Các công trình thờ tự mới đó là đền Tổ Mẫu Âu Cơ và đền thờ Lạc Long Quân. Đền Tổ Mẫu Âu Cơ. Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trong khu di tích lịch sử Đền Hùng là một công trình kiến trúc mới được xây dựng trên núi Vạn thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Đền được khởi công xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành vào năm 2004. Với lối kiến trúc mang phong cách truyền thống, đền Tổ Mẫu Âu Cơ gồm có hệ thống các cột trụ xà ngang, du hoành bằng chất liệu gỗ lim, mái lợp, ngói mũi hài và nền lát bằng gạch bát tràng. Đền chính, nơi đặt ban thờ Tổ Mẫu, có diện tích 137 m². Đền có kiến trúc theo kiểu chữ Đinh. Ngoài đền chính, đền Mẫu Âu Cơ còn có các công trình thờ tự khác như tiền đường, hậu cung, các nhà tả vu, hữu vu, nhà bia, trụ biểu, tính trụ và tam quan. Trong đền thờ Tổ Mẫu còn có nhiều các bức hoành phi câu đối, các bức đại tự khuyên răn các thế hệ con cháu tri ân công đức tổ tiên. Đền thì có ba cái bức hoành phi mà ghi những câu nói rất là ý nghĩa. Bức hoành phi ở trong tượng ban ở trong cùng là phi là có bốn chữ vạn cổ anh linh, dịch ra là muôn thuở anh linh. Và ba chữ bức hoành phi ở ban giữa này là có bốn chữ ghi là khôn đạo dư khương, dịch ra là phúc mẹ rồi già. Và bốn chữ ở phúc quang hoành phi ngoài cửa, và thì là có bốn chữ là ẩm hà tư nguyên, dịch ra là uống nước nhớ nguồn. Và trong đền còn có những cái câu đối ghi cũng rất nhiều câu nói ý nghĩa. Từ trên núi Vạn lên tới đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, bạn sẽ phải đi qua 553 bậc đá. Loại đá làm bậc được chọn là loại đá hải liệu, có nhiều lớp vân hoa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc của công trình. Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2007 và khánh thành vào tháng 3 năm 2009 nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương. Đền được xây dựng mang phong cách kiến trúc truyền thống nhưng đã được chọn lọc chi tiết để có mối liên hệ tương quan với kiến trúc đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vạn. Các hạng mục công trình trong khu vực đền thờ Quốc Tổ gồm có cổng đền hay còn gọi là nghi môn, trụ biểu, phương đình, tả vu, hữu vu, lầu hóa vàng và các công trình phụ trợ khác. Cổng đền có bốn cột trụ được kết cấu bằng bê tông, cốt thép. Ngoài ốp đá chạm khắc hoa văn bốn mặt, cổng chính có chiều rộng 4,2 m, cổng phụ hơn 2 m. Đi qua cổng đền sẽ tới phương đình. Phương đình được xây dựng ở sân cấp 2, có kết cấu bằng gỗ, mái trồng diêm, nền lát gạch bát tràng, tả vu hữu vu, xây ở sân cấp 3, mỗi nhà 5 gian, diện tích 54 m². Đền chính được kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, với kết cấu chủ yếu bằng gỗ, mang kiến trúc cổ truyền thống. Nhà tiền đường có 3 gian 2 trái, 4 hàng chân cửa bức bản.
nội thất đền chính đặt tượng Lạc Long Quân được đúc bằng đồng và các đồ thờ tự khác. Bức tượng Lạc Long Quân được đúc vào ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sĩ. Ta thì về đây những trung tâm lễ hội. Tượng thì được cái trọng lượng là nặng 1,5 tấn và chiều cao là 1,98 m. Là tượng của cái Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Còn hai bức là Lạc Hầu và Lạc Tướng thì một bức mỗi bức nặng 5 tạ, chiều cao là 1,78 m. Tượng thì của người là được đúc bằng chất liệu từ đồng nguyên chất và thợ của Nguyên Nam Định, thợ lên tận thì lên hồn để đúc bức tượng người và hai bức tượng là Hầu Lạc Tướng. Phía trước tiền đường là nhà tiền tế. Nhà tiền tế gồm có một san hai trái, hai hàng chân, diện tích 210 m², kết cấu bằng gỗ lim, được sơn son thép vàng. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân là một biểu trưng về truyền thống đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là địa chỉ văn hóa, giao lưu tâm linh tín ngưỡng và tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, tạo lập Giang Sơn. Sau khi làm tròn bổn phận của một người dân đất Việt, thắp nén hương thơm tri ân công đức các bậc tiền nhân tại các ngôi đền trong khu di tích lịch sử đền Hùng, với tâm hồn thanh thản, mời bạn hãy tới thăm bảo tàng Hùng Vương, nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị được quy tập thông qua các công trình khảo cổ xung quanh khu vực đền Hùng, các ngôi làng cổ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phụ cận. Bảo tàng Hùng Vương. Bảo tàng Hùng Vương là một công trình kiến trúc trong khu di tích lịch sử đền Hùng, được khởi công xây dựng vào năm 1986 đến năm 1993, được hoàn thành và đưa vào sử dụng tài chính khoa học theo từng nội dung và chủ đề trọng tâm. Bảo tàng Hùng Vương sẽ dẫn dắt người xem cảm nhận những dấu ấn vĩ đại của lịch sử dân tộc từ thuở bình minh dựng nước đến triều đại các vua Hùng và sự phát triển của đất nước những năm về sau. Phòng 1 với chủ đề Đất nước, con người thời nguyên thủy. Thông qua các hiện vật trưng bày gồm có một sa bàn, một hộp hình, tranh sơn mài, 18 mẫu động thực vật và các mẫu khoáng sản, các công cụ bằng đá, gian trưng bày đã khái quát quá trình hình thành cuộc sống của người Việt cổ. Trải qua tiến trình lịch sử phát triển, con người Việt Nam đã đi qua các giai đoạn văn hóa, sơn vi, phùng nguyên, đồng đậu, gò môn, đông sơn. Các giai đoạn văn hóa ấy là những bước tiến dài trong tiến trình phát triển của dân tộc. Thông qua trên 100 địa chỉ văn hóa sơn vi có độ tuổi trên 2 vạn năm với những công cụ bằng đá cuội, nghe đập đã chứng minh sự tồn tại của con người nguyên thủy trên đất Phú Thọ. Phòng 2 với chủ đề Thời kỳ dựng nước. Ở gian trưng bày này, bằng những hiện vật gốc được lựa chọn từ các nền văn hóa phùng nguyên, đồng đậu, gò môn, những tài liệu khoa học đã mô tả cuộc sống sinh hoạt của con người cổ đại. Sự phát triển từ công cụ đá đơn giản, từ các công cụ bằng đá đến các mũi lao, mũi tên đồng đã chứng minh cho quá trình phát triển của trí tuệ con người để chinh phục thiên nhiên, khả năng tự vệ của con người trong sự đấu tranh giai cấp, đấu tranh sinh tồn giữa các tộc người trong xã hội. Sự nghiệp dựng nước văn lang của các vua Hùng là nội dung trong gian trưng bày thứ 3. Với hàng trăm hiện vật trưng bày đã nêu bật được chủ đề văn hóa Đông Sơn, văn hóa Hùng Vương. Song đáng lưu ý và gây ấn tượng cho người xem khi tham quan gian trưng bày này là bộ trống đồng 12 chiếc được phát hiện trên vùng đất cổ Phong Châu. Trong đó nổi bật là trống đồng đền Hùng có kích thước lớn và có niên đại hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, gian trưng bày còn sưu tập được nhiều loại vũ khí, công cụ bằng đồng. Đây là giai đoạn văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ, phản ánh cục diện kinh tế ngày càng phát triển. Các vua Hùng với cương vị là người bộ lạc văn lang đã liên minh 15 bộ lạc để trở thành thủ lĩnh liên minh, xây dựng nên nhà nước văn lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt. Gian trưng bày số 4 và số 5 được bài trí với nội dung khu di tích lịch sử đền Hùng
và việc thờ cúng vua Hùng trên đất Tổ, tình cảm của đồng bào cả nước với đền Hùng. Tiêu biểu trong các hiện vật trưng bày là bộ sưu tập ảnh về lễ hội đền Hùng trong thế kỷ 20. Bộ ảnh ghi lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm khu di tích lịch sử đền Hùng vào năm 1954 và năm 1962. Tại đây, người đã nói những lời bất hủ: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Hay, leo núi phải lên đến đỉnh, cũng như người làm cách mạng không được bỏ giờ chừng, đã đi là phải đến đích cuối cùng. Nhà bảo tàng ra đời đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đồng bào cả nước, của người Việt Nam ở nước ngoài và của các nhà khoa học. Thăm viếng đền Hùng, tham quan bảo tàng Hùng Vương là dịp để mỗi người Việt Nam ôn lại truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để hiểu hơn về tình cảm của nhân dân cả nước luôn ngưỡng vọng hướng về nơi cội nguồn dân tộc. Do có vai trò và vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của đông đảo đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, vì vậy hàng năm nhân dân các dân tộc của tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp hàng triệu lượt khách từ khắp mọi miền về thăm viếng mộ Tổ, với ước vọng sẽ làm hết những gì có thể để lữ khách có được một cuộc hành trình về nguồn đầy bổ ích và lý thú. Năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ du khách. Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng là đơn vị sự nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và khu di tích lịch sử Đền Hùng, giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kinh doanh của du lịch tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, thì trung tâm đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh và liên doanh liên kết để khai thác các sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch phù hợp với cái thị hiếu của khách hàng. Hiện nay trung tâm đang tổ chức các hoạt động như là hoạt động thuyết minh hướng dẫn khách tham quan, hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện ở trong đi khu di tích, dịch vụ ăn uống giải khát, khách sạn nhà nghỉ, cái dịch vụ bán hàng, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản của tỉnh Phú Thọ là lưu niệm. Tất cả các hoạt động trên thì đã đem lại cái hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế và mặt xã hội. Từ khi các hoạt động này đi vào khai thác ấy, thì đã có hàng chục ngàn lượt khách sử dụng các dịch vụ của trung tâm, đặc biệt là cái dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô điện và cái dịch vụ ăn uống. Khi có các dịch vụ này thì cũng đồng thời là cũng hạn chế được các hoạt động tranh giành khách, xe ôm, đảm bảo được cái an ninh trật tự, thế và hạn chế được cái vấn đề trèo kéo khách trong cái dịch vụ ăn uống. Từ trước đây khách hàng phải trả cái dịch vụ ăn uống giá rất cao. Và trung tâm đang tiếp tục không ngừng phấn đấu để đưa các hoạt động thì du lịch ngày càng phát triển mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được cái lòng mong mỏi của
của đồng bào và du khách cả nước. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ và Du lịch Đền Hùng đã đưa vào sử dụng 10 xe ô tô điện để phục vụ công tác vận chuyển hành khách tới tham quan các cụm công trình văn hóa lịch sử trong quần thể khu di tích. Với đội ngũ lái xe được đào tạo chuyên nghiệp, phong cách phục vụ tận tình và vì sự an toàn cho quý khách, chắc chắn hệ thống xe điện sẽ góp phần làm cho chuyến du lịch của bạn thêm phần thi vị. Đồng hành cùng bạn trong cuộc khám phá các giá trị văn hóa lịch sử tại các ngôi đền trên núi Nghĩa Lĩnh là đội ngũ hướng dẫn viên năng nổ nhiệt tình. Với chất giọng trầm cảm sâu lắng, các hướng dẫn viên sẽ đưa bạn ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về thời đại Hùng Vương thông qua những câu chuyện truyền thuyết, các di tích lịch sử và các hiện vật khảo cổ học. Với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, tới thắp nén tâm hương tại các ngôi đền trên núi Nghĩa Lĩnh, bạn mong muốn có được những lễ vật để dâng lên ban thờ các vị anh linh. Tuy nhiên, vì điều kiện đường xá xa xôi mà bạn chưa có thể tự tay sắm lễ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch sẽ thay bạn làm điều đó để bạn tiến hành các nghi lễ theo phong tục truyền thống của người Việt. Trong chuyến du ngoạn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các công trình thờ tự tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, chắc hẳn bạn sẽ mong muốn có được những thước phim, tấm hình đẹp làm kỷ niệm. Trung tâm đã có những tay máy chuyên nghiệp giúp bạn biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Bên cạnh các hoạt động thăm viếng Đền Hùng, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, hướng về nguồn cội. Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ về hội nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa văn nghệ, đêm lửa trại tại các địa điểm thuận tiện, có cảnh quan môi trường sạch đẹp và mang tính chuyên nghiệp. Để chuyến tham quan của bạn thêm trọn vẹn, bạn hãy dừng chân tại các quầy hàng lưu niệm của trung tâm, lựa chọn cho mình những món quà thật ý nghĩa để tặng cho ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình và bạn bè. Với nhiều sản vật truyền thống của vùng quê đất tổ, chắc chắn một phần quà nhỏ của bạn sẽ đem lại một niềm vui lớn cho những người mà bạn trân trọng trao tặng món quà. Sau cuộc hành trình khám phá các giá trị văn hóa lịch sử tại Đền Hùng, một bữa cơm ngon sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình trở lại quê hương và bắt đầu cho một ngày lao động mới đang chờ đợi. Với một đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp có thể đảm nhiệm các thực đơn phong phú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống các nhà hàng ăn uống của trung tâm có thể đảm nhận phục vụ cho 1.000 khách trong cùng một thời điểm. Cùng với hệ thống nhà hàng, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn cũng đã được đầu tư theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Hiện nay, trung tâm đã có khu nhà nghỉ Mai Ăn Tiêm với hàng chục phòng nghỉ có đầy đủ tiện nghi, được xây dựng trên một vị trí đẹp, có cảnh quan môi trường sinh thái. Đội ngũ lễ tân tận tình chu đáo, chắc chắn sẽ để lại cho bạn nhiều ấn tượng tốt đẹp về một chuyến tham quan về với cội nguồn.